tuổi thơ nghèo đói đến ám ảnh. Thư Kỳ sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo tại Đài Loan và thường bị bạo lực gia đình. Từ nhỏ cô đã quen với cảnh phải chạy ăn từng bữa. Thậm chí sự nghèo đói đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với Thư Kỳ. Bởi đến mãi sau này, khi đã thành danh, cô vẫn thường xuyên nhắc lại. Tuổi thơ của tôi túng thiếu, cái nghèo cái đói ám ảnh tôi. Giờ đây, khi đã kiếm được nhiều tiền, tôi vẫn dành nhiều tiền để mua thức ăn. Bốn người trang trúc trong một căn phòng nhỏ hẹp, không kê nổi ba chiếc giường mẹ tôi ngày nào cũng làm việc quần quật, thậm chí còn phải đi vang xin người ta để được vay tiền cho chị em tôi ăn qua ngày. xuất thân nghèo đói, túng thiếu, gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng bởi áp lực kinh tế nặng nề đã khiến thư kỳ ngay từ nhỏ đã là một cô bé bướng bỉnh, bất cần và nổi loạn. nội diễn viên cũng từng khẳng định mình là một cô gái hư, tuổi trẻ đã thường xuyên bỏ nhà ra đi, đánh nhau với con trai và từng bị nhà trường đuổi học nhiều lần. cùng với sự bất cần đó là một khao khát được đổi đời, được giàu có và hạnh phúc luôn đeo bám thư kỳ. Chính khao khát ấy đã khiến cô gái 16 tuổi quyết tâm một thân một mình rời quê hương đến Hồng Kông lập nghiệp. Bị ông trùm cưỡng bức, sự nghiệp tai tiếng. Cô gái 16 tuổi rời khỏi quê nhà với hai bàn tay trắng, tiền bạc không, địa vị không, thậm chí còn chẳng có nổi một người bạn thân thích giữa Hồng Kông phồn hoa xa lạ. Thư Kỳ chấp nhận ký hợp đồng chụp ảnh nóng với một tạp chí khiêu dâm để kiếm tiền, sau đó cô chụp hàng loạt bộ ảnh khỏa thân táo bạo cho các tạp chí dành cho đàn ông. Thời mới bước chân vào showbiz, body thư kỳ ngập tràn sức sống, mỹ nhân này sở hữu vòng một không đầy đặn, eo thon và cặp chân dài thẳng tắp. Nhan sắc của cô nàng khiến ai nấy đều phải trầm trồ và được so sánh với đóa hoa rạng rỡ. Chính vì ngoại hình này, Thư Kỳ được Kha Tuấn Hùng, ông trùm làng giải trí Hồng Kông khi đó để mắt đến. Kha Tuấn Hùng ký với Thư Kỳ hợp đồng, đóng 6 phim gắn mát cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Mặc dù thù lao nhận được chẳng bao nhiêu, nhưng đó lại là chìa khóa mở rộng cánh cửa đến với showbiz cho Thư Kỳ, nơi mà cô có thể thoát nghèo nhanh nhất năm 19 tuổi, cô gái trẻ Thư Kỳ, cùng vị ảnh đế khi đó đã 50 tuổi, có những cảnh quay vô cùng nóng bỏng trong bộ phim Linh hồn và Dục vọng, một bộ phim 18 cộng nói về dục vọng. 19 tuổi, Thư Kỳ bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình bằng một vai diễn buộc phải khỏa thân và đóng cảnh yêu đương với một người đàn ông đáng tuổi cha chú. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Hồng Kông, bộ phim Linh hồn và Dục vọng vốn không phải là bộ phim 18 cộng và Kha Tuấn Hùng cũng không phải là người được chọn cho vai nam chính chính ông Trùng Họ Kha đã tác động vào quá trình sản xuất, thêm những cảnh quay nóng bỏng với Thư Kỳ là nữ chính và ông vào vai nam chính. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ rằng Kha Tuấn Hùng đã lợi dụng việc quay phim để làm thật, cướp đi sự trinh trắng của Thư Kỳ. Bởi sau này Thư Kỳ từng tiết lộ rằng cô mất cái ngàn vàng vào năm 19 tuổi, đây chính là thời điểm đóng phim cùng Kha Tuấn Hùng. Nhờ vóc dáng sexy cùng gương mặt thanh thoát, thu hút, sự nghiệp phim ảnh nhạy cảm của Thư Kỳ thăng tiến nhanh chóng. Thời bấy giờ được coi là cổ máy kiếm tiền của các băng đảng xã hội đen nữ diễn viên trở nên nổi tiếng được mọi người săn đón nhưng cũng đi kèm tai tiếng. Chính vì thế, cô hoàn toàn không hài lòng với thành tựu mà mình đạt được. Cuộc gặp gỡ may mắn giữa Thư Kỳ và đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh đã giúp cuộc đời Thư Kỳ bước sang trang mới tươi sáng hơn nhưng vẫn đông đầy nước mắt. Nhìn thấy ở Thư Kỳ một tài năng tiềm ẩn, đạo diễn Vương Tinh đã giúp cô thoát khỏi sự giam cầm của xã hội đen để tạo cơ hội cho cô gái xinh đẹp tài năng tỏa sáng ở môn nghệ thuật thứ bảy chính thống, chứ không phải mãi quẩn quanh ở những thước phim thiếu vại hở hang đạo diễn Vương Tinh từng tiết lộ rằng Thư Kỳ bị giới xã hội đang ép đóng phim cấp 3 trong nhiều năm nên không dám tính đến chuyện tương lai xa xôi. Vì không muốn được nhắc đến là ngôi sao phim khiêu dâm suốt quãng đời còn lại nên Thư Kỳ luôn cố gắng rèn luyện nỗ lực không ngừng để thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Nhờ sự chăm chỉ học hỏi này mà diễn xuất của Thư Kỳ sớm đạt sự chín mùi, cảm xúc đa dạng và dễ lay động khán giả. Những thước phim nóng hay những hình ảnh nhạy cảm trong quá khứ đã trở thành bức cản lớn trong sự nghiệp của Thư Kỳ và cả cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên xinh đẹp. Nữ diễn viên từng bị đóng khung với hình tượng gợi cảm trên màn ảnh. Thư Kỳ đã làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực để thay đổi cái nhìn của đồng nghiệp và người hâm mộ dành cho mình. Năm 1996, cô vào vai một diễn viên phim cấp 3 trong sắc tình nam nữ cùng Trương Quốc Vinh, Mạc Văn Úy. Với vai diễn này, nữ diễn viên đạt danh hiệu diễn viên mới xuất sắc và diễn viên phụ xuất sắc giải kim tượng, giải thưởng điện ảnh danh giá dành cho một diễn viên phim cấp 3 đã khiến sự nghiệp của thư kỳ chuyển sang một hướng khác. Sau đó, thư kỳ tiếp tục tỏa sáng bên cạnh Lê Minh trong tác phẩm Đô thị thủy tinh, City of Glass Phim được đề cử và đoạt nhiều giải thưởng ở Hồng Kông. Nữ diễn viên lại tiếp tục được mời hợp tác với ngôi sao Hollywood Jackson Stam trong phim Người vận chuyển. Đây là bộ phim đầu tiên giúp Thư Kỳ tiếp cận khán giả quốc tế. Năm 2013, phim Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện của đạo diễn Châu Tinh Trì với sự góp mặt của Thư Kỳ đạt doanh thu cao nhất năm với gần 206 triệu đô la Mỹ. Thư Kỳ trở thành nữ diễn viên không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao mà còn là một cái tên bảo chứng phòng vé. Sau hơn 20 năm gia nhập làng điện ảnh, với nhiều tác phẩm đình đám, Thư Kỳ được công nhận là diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ. Nữ diễn viên từng được mời làm giám khảo tại các liên hoan phim quốc tế như Berlin 2008, Cannes 2009. Để có được thành công này, Thư Kỳ đã phải đánh đổi bằng nước mắt, mồ hôi và cả những lời miệt thị từ công chúng để thoát khỏi cái danh nữ diễn viên phim cấp 3. Mặc dù sự nghiệp thành công với nhận giải thưởng lớn, những bộ phim với doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng, Thư Kỳ vẫn bị miệt thị vì quá khứ đóng phim 18 Cộng. Nhiều người coi Thư Kỳ chỉ là loại rẻ tiền, người ta phủ nhận đạp đổ mọi thành công mà cô đã phải nỗ lực để có được. Chính vì quá khứ của hai năm đen tối đóng phim cấp 3 khiến tình duyên của Thư Kỳ chẳng thể nào viên mãn. Từ chuyện tình đầy nước mắt với Thiên Vương Lê Minh, Quách Phú Thành, đến tình yêu với Trương Chấn, Vương Lực Hoành, tất cả đều kết thúc trong tuổi hổ nguyên nhân tan vỡ được cho là mẹ của các tài tử này không chấp nhận cô con dâu có quá khứ đen như thư kỳ chính bản thân thư kỳ từng than thở rằng trải qua nhiều năm tháng chia tay nhiều cũng thành thói quen đến cuối cùng sợ rằng tôi không còn tin vào tình yêu nữa sau quá nhiều lần yêu rồi chia tay thư kỳ quyết định không quan tâm đến hôn nhân mà thoải mái sống cuộc đời độc thân tự do thế nhưng ngay trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất tình yêu đích thực mang tên phùng đức luân lại đến với cô một cách hết sức nhẹ nhàng giản dị được biết, Phùng Đức Luân và Thư Kỳ quen biết nhau từ năm 1997 nhưng luôn gọi nhau là bạn thân. Vào tháng 9 năm 2016, cặp đôi thông báo đã kết hôn bằng những bức ảnh cưới bình dị khiến fan không khỏi bất ngờ. Váy cưới, ảnh cưới, cách trang điểm, kiểu tóc của Thư Kỳ, tất cả đều mộc mạc, giản dị như chính tình yêu của hai người vậy. Đọc những lời trải lòng của Phùng Đức Luân ai nấy đều cảm thấy ngạc ngào. Hôn lễ của chúng tôi đơn giản thế thôi, lễ phục cũng tùy hứng, quyết định rất bất ngờ, không tiệc cưới gì cả. Chúng tôi biết nhau 20 năm và hẹn hò đã được 4 năm. Tôi tự hào bên cô ấy. Chúng tôi quyết định sẽ bên nhau cả đời. Chúng tôi đã kết hôn. Chị nhận bức ảnh câu nói bình dị nhưng người hâm mộ có thể cảm nhận được tình yêu, sự hạnh phúc của cặp đôi này. Vậy là cuối cùng sau nhiều năm chịu dày vò, sóng gió và tổn thương, Thư Kỳ đã tìm được một bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Từ một cô gái bị coi là rải tiền khi đóng phim cấp 3 từ thời, thời còn quá trẻ, nữ diễn viên đã vươn lên thành ngôi sao hạng A của làng giải trí châu Á, trở thành cái tên đảm bảo cho thành công của bất kỳ bộ phim nào tình yêu đẹp của cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ trở thành động lực cho nhiều cô gái có quá khứ không mấy tốt đẹp muốn làm lại cuộc đời